Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, thì việc tiết kiệm chi tiêu là một vấn đề nan giải đối với nhiều sinh viên, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải tự trang trải học phí và sinh hoạt phí. Thấu hiểu điều đó, ở thành phố Huế, một quán cơm xã hội 5.000 đã được mở ra gần 10 năm nay, chia sẻ phần nào với các bạn sinh viên khó khăn. Chuyện tử tế hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến Huế để thăm quán cơm xã hội đặc biệt này. Công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, từng là khách hàng thân thiết của quán cơm xã hội 5.000 đồng này. Ngày còn là sinh viên hoàn cảnh khó khăn, nơi đây giúp anh no lòng, vững bụng đến trường với những bữa cơm giá rẻ. Nghĩa tình này anh luôn ghi tạc, giờ trở lại cùng góp sức mình duy trì hoạt động của quán cơm. Xem đây là gia đình thứ hai của mình, và từ đó thì mình đã quay lại và có nguyện vọng một quay lại để hỗ trợ. Mình thực sự rất vui, cảm giác mình hạnh phúc khi mình đã làm được gì đó để hỗ trợ lại cho các bạn sinh viên khó khăn như mình trước. Đồng hành chia sẻ với các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học tại thành phố Huế. Hiện quán phục vụ khoảng 300 suất cơm vào buổi trưa mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Một tuần thì em ăn cơm ở quán từ 3 đến 4 ngày và em gắn bó được với quán được 3 năm rồi. Thì em thấy các cô các chú ở đây rất là nhiệt tình. Thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các cô các chú, các anh chị tình nguyện viên, các quán cơm đã giúp chúng em có những bữa cơm ngon miệng. Em thấy là những cái thời gian em rảnh rồi thì em có thể tới đấy để phụ giúp các cô. Vì mình thì thanh niên, mình có sức lực nhưng mà mình có thể đi làm được nhiều tiền để mà ủng hộ thì mình có thể tới đấy góp sức lực và thời gian của mình. Việc tự rửa khay đựng thức ăn và xếp ngay ngắn, gọn gàng sau mỗi bữa ăn cũng là thông điệp của quán về tính tự giác như một cách bổ sung kỹ năng mềm, phục vụ cho cuộc sống, công việc của các bạn trẻ sau này. Thì tôi thấy rằng cái hoạt động của quán cơm xã hội này rất là bổ ích và nó giúp cho xã hội rất là nhiều. Nay mai các em tốt nghiệp ra trường thì các em lại hiểu được những cái thời gian mình học ở cái thành phố này, mình đã được ăn những bữa cơm này thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ giúp lại. Có một số em sinh viên ra trường thì hồi đó các em rất là khó khăn và ngày nào các em cũng ăn cơm ở đây. Thì tháng lương đầu tiên khi mà em ra trường thì em dành gửi tặng lại quán cơm xã hội như một cái sự tri ân. Thì do đó làm chúng tôi rất là cảm động. Quán cơm thì hoạt động gần 10 năm rồi và chúng tôi hy vọng rằng quán cơm sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy cái tinh thần hỗ trợ cộng đồng. Tại quán cơm xã hội này, tình người luôn tràn đầy. Không gian giản dị nhưng ấm cúng của quán không chỉ giúp các bạn sinh viên được no lòng, an tâm học tập mà còn là mái nhà chung, chia sẻ khó khăn, lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống.